cả quý vị, kính chào tất cả quý anh chị em văn nghệ sĩ. Vì qua tất cả những tấm lòng của quý vị mà những anh chị em phong tại Việt Nam được hưởng những phần phúc lộc từ trên ban xuống trước thềm năm mới. Chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị trong năm mới, lời cầu chúc năm mới đầy yêu thương, bình an. Trong không khí vui nhộn mừng xuân ấy, xin quý đồng hương cũng thương đến những người anh em bệnh phong cùi bất hạnh còn sống ở quê nhà. Lòng hảo tâm giúp đỡ của quý vị đã tái sinh họ lần thứ hai. Quý vị là mạn thuyền che chở cho họ trước ngọn bão đời nghiệt ngã đẩy đưa. Quý vị đã và đang thắp sáng lên ngọn nến tình thương nhân loại, tình yêu dân tộc, để cho những khuôn mặt chất chứa bao nỗi khổ đau có thể nở được nụ cười thật tươi và biết mình còn được là người. Hội kính chúc quý ân nhân và gia quyến một năm mới an khang, hạnh phúc và nhiều may lành.